thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sáng ngày 21 tháng 3, huyện đoàn Thủy Nguyên đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Dương tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới lớp đoàn viên 90 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Dự lễ kết nạp có đồng chí Dương Thị Thập, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn, lãnh đạo xã Tân Dương, Ban Chấp hành Đoàn xã Tân Dương cùng 27 thanh niên ưu tú trường trung học cơ sở xã Tân Dương. Tại buổi lễ, 27 thanh niên ưu tú của trường trung học cơ sở Tân Dương được thông qua quyết định chuẩn y kết nạp của Ban Chấp hành Đoàn xã, được trao nghị quyết kết nạp đoàn, thẻ đoàn và huy hiệu đoàn, chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trước lá cờ vinh quang của Tổ quốc, trước chân dung của Bác Hồ vĩ đại, đồng chí Bùi Thị Ánh Dương, chi đoàn trường trung học cơ sở Tân Dương, đại diện cho 27 đoàn viên mới đã phát biểu xin hứa luôn ra sức phấn đấu cống hiến trong màu áo xanh của tuổi trẻ, quyết tâm cố gắng học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần xung kích, sẵn sàng đảm nhận và làm tốt mọi nhiệm vụ được giao để luôn xứng đáng là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Lễ kết nạp đoàn viên mới nằm trong chuỗi hoạt động của tuổi trẻ huyện Thủy Nguyên nhân tháng thanh niên năm 2021 hướng về kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Đây là hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên học sinh, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn. Được biết, trong tháng thanh niên năm 2021, toàn huyện kết nạp được 860 đoàn viên thanh niên ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.